10 năm sau những sự kiện kinh hoàng diễn ra ở phần 1 và 2, ngày 30 tháng 8 năm 1988, Michael Myers vẫn còn sống, bị bất tỉnh và đang nằm ở bệnh viện Richmond. Và hôm nay có lệnh chuyển hắn ta về bệnh viện Smith Grove để giám sát. Các nhân viên y tế đến và đưa hắn đi. Michael vẫn hôn mê và đang phải quấn băng khắp mặt nhưng cũng đủ để tất cả những người ở đây dè chừng vì những chuyện khủng khiếp hắn từng gây ra tại Haddonfield. Đang ở trên xe cứu thương, những người ở đây buôn chuyện và nhắc về một cô cháu gái của Michael vẫn còn sống. Ngay lập tức, tên sát nhân tỉnh dậy và sát hại tất cả những người ở đó, còn dùng tay không để bóp thủng đầu một người nhân viên y tế. Tên sát nhân đã sống lại và tiếp tục một cuộc thảm sát mới để truy tìm đứa cháu ruột. Cùng mình tìm hiểu những video ngày hôm nay để biết được những diễn biến tiếp theo nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Ở Haddonfield, nữ chính Laurie, người duy nhất sống sót trước sự truy đuổi của Michael, đã có một cô con gái tên là Jamie, chính là cháu ruột của tên sát nhân. Nhưng Laurie và chồng đã gặp tai nạn xe và qua đời khoảng 11 tháng trước, để lại một mình Jamie và cô bé được gia đình Carothers tốt bụng nhận nuôi. Jamie vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc nên thường xuyên mất ngủ hay gặp ác mộng về Michael, một ngày nào đó sẽ đến truy sát cô bé. Rachel, người chị nuôi mà Jamie thân thiết nhất trong nhà, đã chạy sang khi nghe thấy tiếng cô bé hét lên, cố gắng an ủi Jamie ngủ trở lại vì bây giờ đã hơn 4 giờ sáng. Ngày hôm sau, trong lúc đang dùng bữa sáng để chuẩn bị đến trường, Rachel được cha mẹ giao nhiệm vụ trông chừng Jamie tối nay vì họ có việc bận. Điều này làm cô ấy khó chịu vì đã có kế hoạch hẹn hò trước đó với anh bạn trai Brady. Jamie nghe thấy nên giận dỗi bỏ vào phòng. Nhận thấy lỗi của mình, Rachel đã vào trong phòng để xin lỗi em gái, đồng ý ở nhà và hứa hẹn dẫn đi ăn kem sau giờ học. Tại bệnh viện Smith Grove, bác sĩ Sam đang nói chuyện với bác sĩ Hoffman. Sam vẫn còn sống, có vài vết sẹo do bỏng trên gương mặt và phải chống gậy để đi lại. Ông ấy vô cùng tức giận với Hoffman vì không thông báo việc Michael được chuyển đến đây để giám sát. Bác sĩ Sam ám chỉ họ vừa để cho cái ác bằng hai chân được tự do. Một cuộc điện thoại gọi đến, thông báo rằng chiếc xe chở Michael đã gặp tai nạn. Không một ai sống sót trong chuyến xe này, duy chỉ mình thi thể của tên sát nhân là chưa tìm thấy. Bác sĩ Sam khẳng định hắn đã trốn thoát và đang tìm cách quay trở lại Haddonfield. Thế là tức tốc đến đó, cách nơi đây 4 giờ lái xe. Michael đã đi đến được một trạm xăng, thẳng tay sát hại một người ở đây bằng thanh kim loại. Bác sĩ Sam tình cờ đến đây để đổ xăng, khi vào bên trong thì đã tìm thấy thi thể của người đàn ông xấu số đó. Ông ấy biết ngay hung thủ là ai, và không phải đợi quá lâu, Michael đã xuất hiện ngay trước mặt vị bác sĩ. Ông rút súng ra và bóp cò nhưng tên sát nhân đã biến mất. Khi chạy ra ngoài, Sam suýt chút nữa bị Michael lái xe đầu kéo đâm trúng. Trụ bơm xăng bị phá hủy và khiến cho toàn bộ phát nổ, bao gồm cả chiếc xe của vị bác sĩ. Dây điện thoại ở trụ điện bị cháy, cắt đứt mọi liên lạc nên bác sĩ Sam không thể gọi và cảnh báo cho cảnh sát ở Haddonfield. Tại trường, Jamie bị những người bạn cùng lớp trêu chọc vì không có trang phục dự lễ Halloween, còn gọi chú của cô bé là ông kẹ. Quá đáng hơn, vài đứa còn chế nhạo việc Jamie bị mồ côi. Cô bé vô cùng tủi thân nên khi được Rachel đến đón cùng với cô bạn Lindsay, Jamie muốn mua một bộ trang phục hóa trang để dự lễ. Ba người đi đến chỗ cửa hàng mà bạn trai của Rachel, Brady, làm việc để mua đồ. Jamie đi xem và hứng thú với trang phục chú hề mũi đỏ. Trong khi đó, Rachel gặp Brady để nói vấn đề phát sinh sẽ không hẹn hò được tối nay. Điều này làm cho anh chàng tụt hết cả hứng. Cùng lúc, Jamie thử trang phục và đứng ngắm trước gương, cô bé thoáng thấy hình ảnh của Michael lúc 6 tuổi, cũng với bộ đồ y hệt như vậy, trong đêm mà hắn ta sát hại chị gái. Và thật sự, tên sát nhân đang ở đây, hắn lấy một cái mặt nạ và dọa cho Jamie một phen hú vía. Rachel nghe thấy tiếng hét lập tức chạy đến thì thấy em gái ngồi gục dưới sàn, còn tấm kính sau lưng đã vỡ tan tành. Xe của bác sĩ Sam đã phát nổ nên ông ấy phải xin quá giang những chiếc xe trên đường. May mắn đã có người tốt bụng giúp ông ấy. Mất nhiều thời gian hơn dự định, nhưng cuối cùng vị bác sĩ cũng đến được Haddonfield và lập tức đến đồn cảnh sát. Nhưng cảnh sát trưởng Brackett đã nghỉ hưu vào năm 1981, người thay thế là Ben. Sam thông báo rằng tên sát nhân Michael đã trốn thoát và chắc chắn sẽ đến đây để truy lùng cô cháu gái. Ban đầu, cảnh sát không tin nhưng sau khi thấy thái độ vô cùng nghiêm túc của bác sĩ và đi xác nhận hiện trường chỗ trạm xăng là đúng, cảnh sát trưởng Ben liền ban hành lệnh giới nghiêm ở thị trấn và đi tìm Jamie để đảm bảo an toàn. Ông bà Carothers rời đi sau khi giao nhiệm vụ trông Jamie lại cho Rachel. Hai chị em háo hức tham gia lễ hội Halloween mà không hề hay biết đang bị tên sát nhân theo dõi từ phía xa. Hắn ta cũng đã đột nhập vào nhà Carothers, lên trên lầu và tìm thấy những bức ảnh cũ của Laurie. Michael nhờ đó mà đã xác định được cháu gái ruột của hắn. Rachel cùng với Jamie đi đến từng nhà ở khu phố để xin kẹo. Họ đến trước nhà của cảnh sát trưởng Ben, được con gái ông ấy, Kelly, ra mở cửa. Càng thú vị hơn, bạn trai của Rachel cũng đang ở đây. Anh ta sau khi bị hủy cuộc hẹn với Rachel thì đã đi tìm một mối khác ngay. Kelly là nhân viên làm chung cửa hàng với Brady. Anh chàng chạy ra và cố gắng giải thích với Rachel nhưng cô ấy không muốn nghe. Tuy nhiên việc này đã làm cho cô ấy lạc mất Jamie. Một tin thông báo của cảnh sát trưởng Ben được phát trên TV yêu cầu người dân ở yên trong nhà vào tối nay. Bắt đầu đặt giờ giới nghiêm cho cả thị trấn. Tại một quán bia, những người ở đây nghe thấy và liền ra xe chạy đến chỗ cảnh sát, có lẽ là để xác minh hoặc đề nghị giúp đỡ. Cùng lúc, bác sĩ Sam và cảnh sát trưởng đã đến nhà Carothers nhưng không có ai ở đó. Họ biết Michael đã đột nhập vào đây, đã vậy còn ra tay với chú chó của gia đình. Tên sát nhân bây giờ đến trạm điện của thị trấn, ném một người nhân viên ở đây vào một máy biến áp, khiến người đó bị giật điện cho đến chết và còn làm cho toàn bộ Haddonfield bị mất điện. Rachel vẫn chưa tìm được Jamie nhưng đã thấy Michael đang tiếp cận mình.
cô ấy len lỏi giữa những căn nhà để chạy trốn và may mắn cũng đã tìm thấy cô em gái. Đúng lúc này, cảnh sát cũng đến để đảm bảo an toàn cho hai người. Họ nhìn thấy Michael đứng lấp ló gần đó, nhưng khi vừa định rút súng ra thì không chỉ một mà đến ba tên xuất hiện, hóa ra chỉ là trò đùa của các thanh niên trong thị trấn. Rachel và Jamie được đưa về đồn cảnh sát nhưng nơi đây lại vô cùng tan hoang. Tên sát nhân đã một mình phá nát đồn cảnh sát. Lúc này, những người chỗ quán bia đến, họ được bác sĩ Sam nói rằng tên Michael đã quay trở lại sau 10 năm. Bọn họ liền lên súng để đi săn, nhưng chưa kịp giúp thì đã báo hại. Sau khi phát hiện kẻ tình nghi, không suy nghĩ quá nhiều, tất cả đã đồng loạt nổ súng để rồi khi đến kiểm tra thì lại là một trong những người bạn của họ. Tình hình ở bên ngoài đang vô cùng nóng và căng thẳng, nhưng vẫn chưa nóng bằng không khí mà Brady với Kelly tạo ra. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị dập tắt vì cảnh sát trưởng Ben đã về đến. Ông ấy đưa Rachel và Jamie đến đây để bảo vệ sau khi đồn cảnh sát bị phá nát. Dù không muốn nhưng cô gái một lần nữa chứng kiến tay bạn trai cũ đều cáng đang ở cùng với người khác. Hai người họ được đưa lên lầu, Brady được ông Ben đưa cho khẩu súng và yêu cầu lên đó canh gác. Phó cảnh sát Logan cũng đã đến, nhưng ông ấy không hề biết mình vừa cho Michael quá giang. Các cánh cửa sau đó được khóa chặt để đảm bảo an ninh. Vì không có điện thoại hay nguồn điện, Ben phải dùng bộ đàm ở dưới tầng hầm để liên lạc với cảnh sát bang, đề nghị được hỗ trợ. Bác sĩ Sam lại dự đoán tên sát nhân sẽ tìm đến nhà Carothers nên đến nó. Còn cảnh sát trưởng Ben sau khi biết nhóm người ở quán bia kia đã bắn nhầm người thì phải đi đến đó kiểm soát tình hình. Hai cô nữ sinh có màn đối đầu với nhau và kết thúc bằng một pha hất đổ ly cà phê của Rachel lên người Kelly. Cô gái phải thay tạm một cái áo rồi mang cà phê ra cho Logan. Thấy ông ấy ngồi trên ghế nhưng nói chuyện mãi vẫn không trả lời. Kelly lại chỗ cây nến để thắp sáng thì thấy thi thể đầy máu của ông ấy, còn người ngồi trên ghế lại là Michael. Hắn dùng súng đâm cực mạnh về phía cô gái, xuyên qua người và ghim chặt lên vách. Rachel ở dưới tầng hầm để canh bộ đàm theo chỉ thị của Ben và không nghe thấy những âm thanh đó. Sau khi bên phía cảnh sát bang nói sẽ cử một đội đến sau hơn 30 phút nữa, Rachel xác nhận sau đó chạy lên định báo với Logan nhưng đã nhìn thấy thi thể của ông ấy với Kelly. Cô nhanh chóng chạy lên lầu nhưng cô bé cũng không thấy đâu. Brady cũng đã phát hiện ra vụ việc và muốn rời khỏi căn nhà nhưng không có chìa khóa. Anh ấy dùng súng để phá nhưng sau hai phát đạn vẫn không thành công. Họ bỏ chạy ngược lên lầu và nhìn thấy Jamie. Michael lộ diện, chậm rãi từng bước tiến đến. Brady chĩa súng về phía hắn nhưng quên mất ban nãy vừa bắn hết đạn. Trong lúc nạp đạn thì đã bị tên sát nhân tóm lấy và giết chết. Chỉ còn lại Rachel và Jamie, họ chạy lên tầng gác mái rồi thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Trong lúc cố gắng đi lên chỗ cao nhất thì Michael cũng đã lên đó. Một cuộc rượt đuổi diễn ra trên mái nhà vô cùng trơn trượt. Rachel buộc em gái vào một sợi dây cước để thả xuống bên dưới, nhưng được nửa đường thì tên sát nhân đã tiến đến gần. Jamie bám vào một cái cây để đi xuống, còn Rachel bị rơi từ trên cao và bất tỉnh. Jamie cố gắng lay chị gái dậy nhưng Michael đang ở ngay phía sau. Cô bé phải tự cứu mình trước, chạy ra bên ngoài và gặp bác sĩ Sam. Không còn nơi nào chạy trốn, hai người đi vào trong trường học để ẩn náu. Kế hoạch nhanh chóng thất bại khi vị bác sĩ bị tóm gọn và ném bay ra ngoài. Jamie chạy dọc hành lang nhưng không cánh cửa nào mở ra được. Đã thế còn bị ngã cầu thang. Rất may, Rachel đã tỉnh lại và chạy đến cứu. Cô dùng bình xịt cứu hỏa để cản đường hắn rồi kéo Jamie bỏ chạy. Nhóm người chỗ quán bia nghe thấy tiếng chuông báo động ở trường học thì chạy đến, hy vọng có thể lấy công trục tội. Họ đưa hai cô gái lên xe và rời khỏi thị trấn cho an toàn. Trên đường, họ gặp và báo cáo với nhóm cảnh sát bang đến hỗ trợ. Sau đó chạy thêm một đoạn nữa thì Michael mới bắt đầu chui lên từ phía sau xe. Hắn dễ dàng hạ gục ba người ở đây rồi tiến lên trước, tóm cổ người đang cầm lái. Lại phải để cho Rachel ra tay, cô nhảy sang để lái xe, tìm mọi cách để hất văng tên sát nhân xuống đường. Sau khi thành công, Rachel quyết định đạp ga lao về phía trước để xử lý Michael. Hắn bị văng ra xa và gần như bất tỉnh. Phía cảnh sát đã xuất hiện và Rachel chạy ra để báo cáo tình hình. Chỉ còn mình Jamie, cô bé đi đến chạm vào tay của chú ruột. Michael nắm chặt tay lại, giơ con dao lên định giết Jamie nhưng phía cảnh sát đã nhanh hơn. Hàng loạt tiếng súng nổ lên và tên sát nhân đã ngã xuống một cái hố. Cảnh sát trưởng Ben đưa Rachel và Jamie về lại nhà cùng với bác sĩ Sam. Ông ấy khẳng định Michael đã chết và cơn ác mộng đã chấm dứt. Bà Dallas, mẹ của Rachel dẫn Jamie lên lầu để tắm rửa. Lại không biết rằng cô bé đã cầm một cây kéo lên, đeo chiếc mặt nạ rồi ra tay với bà ấy, y hệt như Michael đã từng làm 25 năm trước. Bác sĩ Sam chứng kiến và không thể tin được vào mắt mình nữa. Ác mộng về sát nhân máu lạnh vẫn chưa thể chấm dứt. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.